Ngoài tới giờ ăn cơm rồi. Mình uống miếng đậm nha. Uống miếng đậm cho nó bụng lắm. Ồ, ngọt ngọt ngon quá. Ừ dù ngán uống đi uống ơi, hết sức khỏe. Hết sức khỏe, dẫn ngoại đi đâu nữa? Ồ, dẫn ngoại đi về làm công đức chứ. Ha. Ở đây, mình ăn uống thì nó không có sức khỏe đâu nha. Mày uống hết cái này đi. Rồi ha, cái uống xong cứ ngủ một giấc ha. Ngủ giấc xong cái dậy. Ngon quá mày hả? Ồ, mười hiền làm đạm cho ngoại uống ngon quá mà. Dinh dưỡng nha. Ngoại uống cho có sức ha. Uống uống từ từ. Uống từ từ thôi nha. Ngon rồi, ngon. Mày ngon. Gì không ngon? Ngon quá đi. Gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Lúc ngoài uống mà ngoài chưa dở kỳ ta. Lúc ngoài uống mà ngoài chơi kỳ vậy? Mùi hiền quậy lúc ngoài uống mà ngoài chơi dở. Lúc ngoài uống xong rồi ngoài có sức khỏe chứ mới về mới làm con quả được chứ. Chiều cái ăn cháo ăn uống này hết đi rồi chiều ăn cháo. Còn nhiều lắm mẹ ơi, nhiều lắm, con lỡ làm nước hơi bị nhiều. Con lỡ làm nước hơi bị nhiều rồi. Uống vài muỗng nữa ta, năn nỉ uống vài muỗng nữa ta. Giỡn gì vậy hả? Mày làm đồ dở quá. Thôi là năn nỉ. Uống hết nước nha. Uống miếng nước nha. Ăn vài muỗng nữa đó. Vậy ăn muỗng. Dở lắm anh chồng, con làm bên bị lỏng anh chồng. Mười hiền làm không ngon hả? Vậy rồi sao? Mày ăn con khóc. Con đọc kinh cho mày nghe. Nam mô Cao Đài Chiến Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Vô Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn. Đọc đi. Ăn ngủ đi, đọc kinh, đọc coi. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Của Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Mày nghĩ đi nha, mày hiền làm dở quá.
ngoại kỳ quá.